Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục đi câu cá các bạn. Đây là cái cần của mình này, mình câu cá. Bà làm gì đó vô tâm à? Mình câu cá. Rất là nhiều cá các bạn. Nó bơi nhiều lắm mà nó không vào. Câu không được. Quyết tâm câu bằng được các bạn ạ. Đấy, cá đang làm ầm ầm vẫn ạ. Đó. Còn mình bà mua một gói tăm bà xía có mà. Chứ chả có xía được nên là cứ phải mua. Nó thì nó yếu rồi. Bây giờ được đấy. Ăn cái này là thịt cuộn. Rồi, thái à. Bạn ơi hay đến. Lạnh người á. Có thể lên. Rất quả cơ. Rất quả đó. Hôm nay mình đi câu cá mà không được các bạn ạ. Mình sẽ đi câu tiếp vào hôm sau.
bạn hãy theo dõi và đồng hành cùng mình nhé. Xin chào.